Hai mọi người, lại là tôi đây. Hôm nay chúng ta sẽ ăn món tôm mọi người, tôm sò đậu bắp mọi người, với tôm kho tàu mọi người. Ăn kèm có bắp cải, đậu dòng, dưa leo với hành lá mọi người. Tráng miệng có nải chuối mọi người, chuối lá xiên, chuối xí chín mọi người. Nước uống có trà mọi người, trà đá mọi người, trà đông trùng hạ thảo mọi người. Tôm mọi người, tôm tép kho tàu mọi người. Thì tôm tép, tôm xào đậu bắp mọi người, đậu bắp xào tôm. Bắp cải, đậu dòng, dưa leo, với hành lá mọi người. Cơm mọi người. Này chú người, chú đã xem chú sư chính luôn rồi. Đi trà đá luôn rồi, trà đông trùng hạ thảo. Nước mắm màng luôn rồi, mắm nước tương rồi, tương màng, tương chanh tỏi ớt. Chén không rồi, không bình xương. Muỗng mọi người, đổ mọi người, bao bột chó cho nó mát mát mọi người. Mời mọi người ăn cơm, cơm mọi người, cơm thôi. Cái thịt tôm này cảm giác nó vừa ăn nhưng mà cái nước tôm như nó hơi mặn luôn mà nó nước không cái màu nhìn thấy đẹp luôn mà mình nước hơi mặn. Hơi mặn, cái thịt tôm này vừa ăn luôn rồi, cái nước nó hơi mặn. Nói chung là món này phải làm báo lời xíu mọi người, hơi mặn. Nhìn nó đẹp mọi người, ba mùi cũng thơm mọi người, ăn cảm giác nó hơi mặn mọi người. Này ngon mọi người, cái nước tôm thấy ngon. Tôm da mọi người, đậu bắp nó dai dai giòn giòn sành cái nó có nhớ nhớ mà nước đậu bắp da nhớ nhớ. Tôm tươi mà ăn cảm giác nó tươi không ạ?
đậu bắp nó thấm cái nước này không ạ, ăn ngon không ạ, giờ ăn khỏi chấm được, chấm cái nó hơi mặn nhưng mà tôm á chưa thấm cái nước này để chấm tiếp. Mà món này thì tôm ăn không thì lọc vỏ ra không ạ, chứ ăn mà càng giống như cái nước cái sốt á nó hơi mặn. Mà giờ quan trọng là cái gì nó tươi, tôm nó tươi ngọt, ăn nó dai dai nó chắc thật, mà nó chắc ngon mà. Cái đậu bắp ăn với cái nước này, ngon rồi. Nhìn cái màu nó cũng đẹp hơn. Cái nước nó vàng ngon rồi. Đó. Bây giờ tôi thích mấy món xào có nước nước, nhưng nước nó da gia vị luôn rồi, ăn nó ngon rồi. Đậu bớt được bớt làm con tôm lên đây rồi bắt con. Đậu thử là cái này hơi mặn luôn, nàng đi cơm mà ngon rồi. Nhưng mà nhận là cảm giác nó hơi mặn, nhân đi cơm cũng được, kiểu giống như tôm cháy mặn luôn rồi, nhưng mà có điều nó hơi mặn, nhờ phải giảm xíu đó. Còn cái thịt tôm này nó thấm luôn rồi, ăn vừa ăn luôn rồi. Nếu mà lọt da ăn luôn á là vừa ăn đúng không rồi. Còn ăn như cái nước thì nó mặn luôn rồi. Yeah. Giảm đó, này giảm mặn xíu ăn ngon. Chứ làm mình thấy cái màu với ấy nó đẹp luôn rồi, cái màu dầu đều hơn màu gì luôn, cái nó đẹp luôn rồi. Mùi cũng thơm luôn, nhưng có đều ăn mà. Còn món này ngon luôn rồi. Cái nước không rồi, nước ngon. Tôm cũng ngon. Thịt nó tươi, cảm giác nó tươi, nó chắc. Này gà đông trùng nó thảo mà, để uống nó thử mà. Mấy đợt trước uống buồn ngủ mà, giờ uống lại nếu cảm giác nó buồn ngủ thì chắc không uống nữa mà. Tại vì nó buồn ngủ nguyên, tại vì tôi uống là trà đá uống từ sáng tới chiều luôn rồi, nhưng mà buồn ngủ nguyên ngày thì nó không ấy lắm rồi, đổi trà khác luôn. Ta uống lại coi sao, màu cũng đẹp luôn rồi, nó thơm mà mùi thơm nhẹ mà cũng đẹp lắm rồi. Ngon rồi. Cái tôm xào đậu bắp ngon rồi, ăn ngọt, nước ngọt,
cái tôm chảy mặn thì nó hơi mặn mọi người, nó giảm mặn xíu nó ngon rồi. Nhìn thì cái màu thì đẹp không mọi người, nhìn nó đẹp cũng thơm mọi người, mặn đó. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một bữa trưa thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.